Không nhìn được anh Nguyễn công ty ạ. Audio anh Nguyễn xin giọng kính chào đến tất cả các bác, các anh, chị, các bạn và các em nhé. Ở ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, dỗ tổ đã đi qua, nhưng để lại cho tất cả các bác, các anh, chị, các bạn và các em bao nhiêu những tiềm thức tốt đẹp về một ngày dỗ tổ vô hùng. Thì anh Nguyễn lại tiếp tục được thực hiện niềm vui của mình, đó là test một bộ âm thanh công phu hiện đại, chi tiết, đẹp đẽ và đẳng cấp. Thiết bị thứ nhất mà anh Nguyễn muốn ghép, muốn nói đến, đó là một chiếc Idol iView nổi tiếng của Việt Nam, là trái tim, là viên ngọc viên đông xuyên suốt cho mọi dàn hát. Anh Nguyễn gọi là kim chỉ nam xuyên suốt cho mọi dàn hát, không thiếu được. Nó có nhiệm vụ nâng cao tiếng bass, tiếng trung và tiếng chép, hết sức ngọt ngào, ra diết, uy lực, ấm áp. Thiết bị thứ hai đó là một chiếc Mixer UG-925 mã, gọi là ông lớn trong ngành ca hát, đã chiếm ngự được rất nhiều cái trái tim mê karaoke và mê âm thanh, mê ca hát. Thiết bị thứ ba đó là một chiếc lọc khủng lọc châu David 2231, anh Nguyễn gọi là một chiếc lọc khủng lọc châu, có nhiệm vụ giải quyết và loại bỏ toàn bộ những lừng âm thanh, rác âm thanh để đưa ra một chiếc âm thanh bắc học, chi tiết, uy lực và thỏa mãn ý người chơi. Thiết bị thứ tư đó là một chiếc vang số dòng họ là XBTE X10, có nhiệm vụ trải chuốt và sửa chữa tất cả những lỗi lầm âm thanh trước khi đưa cùng đẩy. Nhiệm vụ thứ hai có nhiệm vụ đó là xử lý tiếng ca hết sức trong sáng, thanh thoát, ấm áp, ngọt ngào, du dương, hút mic, eco sâu, tỉ vật tốt, giúp cho người hát dễ nghe và dễ hát, giọng ca được nâng lên, được trang trí một cách mượt mà, âu yếm, sâu sắc. Thiết bị thứ năm đó là cục đẩy CA 4900. Đây là một cục đẩy được nhập khẩu nguyên khối nguyên chiếc từ Đài Loan, được công ty CA Sao Việt Nam bảo hộ và Bộ Công an bảo hộ chống hàng giả. Cục đẩy này đánh 4 kênh, chạy công nghệ CLAT là công nghệ mới nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam và của thế giới, tiêu thụ điện năng ít, đưa ra hiệu suất âm thanh đạt và chạy đèn MOSFET, cho nên âm thanh cực siêu thoát, sạch sẽ, trong sáng, uy lực và du dương. Thế cụ đẩy này là 4 kênh, có nhiều 4 loa, mỗi một kênh đánh được một chiếc loa JBL 715 căng đét như tiếng súng, thẳng tắp của anh, có hồn và có công lực. Thì anh Nguyễn ghép bộ này với các thiết bị sau: 1 Idol, 2 Mixer, 3 lọc, 4 vang số, 5 cụ đẩy, 4 kênh. Thì anh Nguyễn mới sử dụng 2 kênh, kênh A và kênh B. Thì bộ hát này anh Nguyễn sử dụng đô la JBL 715 từ 22 học 100 và check từ 17 học 74. Thì trước khi test kỹ thuật, anh Nguyễn sẽ gửi cho bác, chắc cho bác Khương Công Phương, có địa chỉ là 443 tổ 3, khu phố 4, xã Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai. Bác đã nghiên cứu và xem trên kênh YouTube của anh rất nhiều. Bác thấy tiếng nhạc, tiếng mic hài hòa, không bị rối, chi tiết, sâu sắc, hợp lý. Bác quyết định đặt anh Nguyễn một bộ hát karaoke. Và sau một tiếng đồng hồ, anh Nguyễn lắp ráp và cân chỉnh đã hoàn thành xong một bộ karaoke chuyên nghiệp này. Thì tất cả câu hình em này dâu sẵn với nha. Này. Câu hình này đã được đánh dấu một cái kỹ lưỡng, đèn Idol sáng sáng, tất cả sáng luôn nhé. Đánh dấu, đây là chỉnh trống, đây là phối hợp giọng ca và cầu nhạc, lựa chọn cầu nhạc, chỉnh chép, trống và đang đánh dấu một cái chi tiết, mic đánh dấu, mic đánh dấu và lọc đánh dấu, đèn tiếp 3 sáng, máy bass không được sáng, đèn này sáng. Và giải tần đánh dấu kênh 1, kênh 2 như vậy. Cái đèn này sáng là mất đi này. Chỉ có 1, 2, 3 đèn sáng và chạy lồng quanh. Và em để cái vang số này khởi động mức nhạc 25, mic 50, effect là 45. Nếu bác thích mic to hơn thì bác nghe bạn ở đây, hoặc trên remote control. Thích thì nhạy nhiều ít và đánh dấu này cho em. Và nhạc to bác sẽ đánh đây. To nhỏ mic và đẩy em để vị trí đánh dấu AB, sử dụng con đẩy này với vị trí AB. Và bác chú ý này, kênh C và kênh D em dư thừa không được, em khóa lại
thì có thể bạn đánh một quả trầm, một quả trầm hơi đánh một kênh được, hoặc bạn ghép một đôi loa khác được. Thì quá trình cấu hình em đấy không xong, trong quá trình vận chuyển nếu mà nó lệch lạc bác sẽ đưa về đúng vị trí chỉnh này. Đây là một cấu hình chỉnh chuẩn nhất hiện nay cho bộ hát này. Và phía sau thì các bác chú ý đánh dấu loa. Loa thì bác sẽ dùng cho em một kênh A, sử dụng jack lưu trích chuyên nghiệp ở kênh B, đầu to và đầu to này. Bạn tháo ra bác kéo này, em kéo tay bạn cho người đồng hồ. Và tín hiệu bác sẽ cấp cho em vào kênh A và kênh B. Cái này bác chú ý là khi rút ra bác ấn cái jack lock này, bởi vì cái điều khi nó có mối cá để khóa đây đấy. Công tắc đèn xịt đe, nếu bác muốn chơi một quả trầm lớn, trầm khổng thì bác sẽ đẩy cái jack này, đẩy cái công tắc này về ba la và lấy một kênh để đánh cho trầm hơi, hai kênh dư thừa và đôi loa 715 thì bác đấu chung hai jack này được, luôn nào cũng được. Kéo ra lấy tay kéo, đây là hệ thống jack chuyên nghiệp, đánh cực khủng luôn. Dòng loa gọi đồng loa nhũ khôi bom tấn. Giờ em sẽ test âm và hát karaoke. Lỗ súp bác súp thì bác sẽ cắm em vào đây bằng jack calong như này đấy, cắm xuống một kênh ở đây, bất kỳ một kênh này, rồi anh súp hơi, anh súp hơi. Thì trong con số em đã cắt hết các chế độ đánh súp rồi, và cái này em áp cho bác ba chế độ. Bác chỉ cần ấn Z-Cone trên bàn phím hoặc ấn điều khiển, bác ấn áp, bác vặn set trên một là hát eco cộng gì vật, chế độ 2 là hát gì vật, chế độ 3 là eco không. Ba chế độ em đã áp xong, bác muốn lưu lại thì bác chỉ cần Z-Cone lần thứ hai và ấn nút do lưu lại cấu hình này không bị mất thì ấn save lần nhất này, ấn save lần thứ hai này và s là ok. Bác sẽ nghe một bản nhạc không lời thể hiện sức mạnh cũng như là cái tiếng chép của nó. Quý vị và các bạn đang chứng kiến buổi tường thuật trực tiếp sự phối ghép một bộ karaoke nghe nhạc với loa JBL 715 mới tinh nhập khẩu nguyên khối. Thử một tiếng bát của dòng loa này, cứ quên được. Đây là kết quả của tập thể công thi thử anh Nguyễn xong một tiếng áp áp và phối ghép thành quả âm thanh. Cầm ghét như tiếng sấm. Phần tiếp theo là phần test karaoke, phần cực quan trọng bộ hát. Một ca khúc Áo Em Chưa Mặc Một Lần, ca sĩ phó đốc kỹ thuật Hành Nguyễn sẽ thể hiện, gửi tới tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em trên mọi nẻo đường của Tổ quốc Việt Nam thân thương, với một dàn hát karaoke chuyên nghiệp đẳng cấp và hiện đại nhất hiện nay trên thị trường Việt Nam. Tôi nghèo anh em. Chẳng cao xa, tay trắng cùng nhau dệt màu vàng, hôn lễ nghèo nàn em chỉ ước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngày hôn mê. Em không đòi châu báu, mơ một đôi áo theo để nhớ duyên đầu. Các bác có nhu cầu về lắp đặt các bộ hát karaoke, sự kiện gia đình, phòng hát, hãy liên hệ với anh Nguyễn theo số điện thoại 0936 553 40. Thì đi toàn bộ một cái bộ hát em đã ghép xong, sau khi em chuyển em sẽ tách đẩy ra và em đã đóng gói nhạc qua cấp em ở lọc xì nhé. Hôm nay có hôm qua em qua lắp quên mất. Đây thì toàn bộ bộ cấu hình em đã làm xong. Thay mặt công ty xin cảm ơn rất nhiều. Chúc bác Khương, Công Phương sẽ sớm nhận được cái bộ hát này.